điểm ngoại hình của phụ nữ được ông trời định sẵn số mệnh cả đời giàu sang. Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã đến với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy May mắn trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Thưa quý vị, theo quan niệm của nhân tướng học, thông qua các bộ phận trên cơ thể, chúng ta có thể đoán biết được nhiều điều về vận số con người. Trong phần tiếp theo của chương trình tìm hiểu về nhân tướng học ngày hôm nay, tôi và quý anh chị sẽ cùng tìm hiểu về những đặc điểm tướng học mà nếu có đảm bảo người phụ nữ giàu sang cả đời. Xin mời quý anh chị cùng đón xem. Thứ nhất, người có trán rộng và cằm đầy đặn. Người sở hữu cả hai đặc điểm trán rộng và cằm đầy đặn theo nhân tướng học sẽ có cuộc sống dư giả, càng về già càng phát lộc. Theo đó, người có trán rộng và cằm đầy đặn thường dễ được thừa hưởng của cải để lại của ông bà cha mẹ. Trong nhân tướng học, cằm tượng trưng cho nơi cất giữ của cải. Người có tướng cằm đầy đặn thường tính cách cởi mở, sống đôn hậu. Họ không chỉ xây dựng của cải cho riêng mình mà còn là người có thể giúp sức cho người khác. Phụ nữ sở hữu cằm đầy đặn chính là nét tướng vượng phu, mang lại vận may cho chồng, có thể giúp chồng trong công việc cũng như trong gia đình. Người có đôi mắt dài nhỏ, đuôi mắt xếch lên trên. Xem tướng khuôn mặt, người sở hữu tướng mạo, mắt dài nhỏ, đuôi mắt xếch lên về phía huyệt thái dương thường có khả năng nhìn xa trông rộng, họ nhanh nhẹn và đặc biệt có khả năng thích nghi với hoàn cảnh tốt. Họ là những người rất có duyên với kinh doanh, nếu biết nắm bắt và tận dụng thời cơ, dễ có được cơ hội đổi đời nhanh chóng. Người có mũi to, đầy đặn. Trong nhân tướng học, mũi được coi là cung tài bạch, đại diện cho tiền tài của một con người. Thông qua việc xem tướng mũi, người ta có thể đưa ra dự đoán về tài vận của người đó. Người có mũi cánh to, đầy đặn, sự nghiệp hanh thông thuận lợi, hiếm khi phải lo nghĩ về tiền và có thể giàu lên một cách nhanh chóng. Cụ thể, phụ nữ mũi to, đầy đặn không chỉ có thể làm giàu cho bản thân mà còn giúp chồng làm nên sự nghiệp. Với đàn ông, mũi cao và thẳng, chóp mũi đầy đặn chính là nét quý tướng đại diện cho đường làm ăn hanh thông thuận lợi, tài vận tốt. Người có cánh mũi mở rộng cũng rất thuận lợi đường tiền bạc. Người có dái tai dày và mặt vuông chữ điền. Theo nhân tướng học, người có khuôn mặt vuông vức thường rất đáng tin, họ có sức hút lớn và là những người sống hết mình vì đam mê. Họ thông minh, chín chắn và thường có sự nghiệp tốt. Nếu sở hữu khuôn mặt vuông chữ điền cộng thêm dái tai dày, người này được dự báo là sẽ có cuộc sống dư giả, giàu sang. Theo đó, người có dái tai dày thì tài vận vượng, có thể xuất hiện những cơ hội làm giàu nhanh chóng hay thậm chí là đổi đời. Dái tai càng dày và càng to thì có vận khí. Người có dái tai dày sống lương thiện, ôn hòa, có quan hệ giao tiếp tốt và rất có phúc. Miệng rộng, khóe miệng hách lên. Trong nhân tướng học, miệng là một bộ phận quan trọng trên gương mặt. Nhìn vào đó, ta có phần nào dự đoán về tính cách cũng như cuộc đời của một người. Theo đó, người có miệng rộng, khóe miệng hách lên trên chính là sở hữu nét quý tướng, có vận mệnh phú quý. Người miệng rộng thường là những người có tính cách thoải mái, họ làm việc gì cũng hào phóng, làm ăn lớn và tài vận khá ổn. Nếu người ấy có khóe miệng hách lên, đó là người thân thiện, dễ gần, sự nghiệp ổn định và tài vận dễ có cơ hội phất lên nhanh chóng. Vòng 3 đầy đặn. Người phụ nữ nào sở hữu vòng 3 đầy đặn chứng tỏ là người phước lành đầy mình, quanh năm tài lộc, đặc biệt là càng về trung niên càng giàu sang phú quý. Cuộc sống của người này khá suôn sẻ, được người khác yêu mến, hỗ trợ nhiều cho sự nghiệp của bản thân. Bên cạnh đó, tính cách hào sảng, vui vẻ, bao dung độ lượng nên có rất nhiều mối quan hệ tốt. Các mối quan hệ này sẽ giúp ích cho sự nghiệp của bạn. Cằm trẻ. Người phụ nữ có tướng cằm trẻ là người vô cùng thông minh, lanh lợi, mạnh mẽ, tự lực tự cường. Họ tự dựa vào sức mình để phấn đấu có được những thành tích tốt đẹp trong cuộc sống. Phụ nữ có tướng cằm trẻ sẽ không bao giờ chịu thua bất cứ ai. Ngoài 30 tuổi chắc chắn thăng quan tiến chức, được nhiều người chú ý, đàn ông vây quanh rất nhiều. Cuộc sống nhìn chung sung túc, được người người kính nể, tiền bạc không còn phải suy nghĩ nữa. Bụng ngấn mỡ. Phụ nữ rất sợ bụng ngấn mỡ vì cho đó là đặc điểm vô cùng xấu và họ thường tập thể dục thể thao để hy vọng ngấn mỡ này sẽ biến mất.
Thế nhưng bạn không hề hay biết ngấn mỡ này lại chính là điểm mang lại may mắn cho người sở hữu nó. Người có ngấn mỡ về tuổi thọ sẽ cao hơn những người khác. Hơn cả, cuộc sống cũng có nhiều phúc đức, có tài lộc do người khác mang đến cho bạn. Cuộc sống càng về hậu vận càng có được những điều vui vẻ, thoải mái. Tương lai người này có thể sẽ làm chức to, giàu có, tiền bạc dư giả, tiêu không phải nghĩ. Lấy chồng rồi cũng được chồng cung phụng, yêu chiều hết mực. Cánh mũi to, chóp mũi tròn. Người phụ nữ sở hữu tướng mũi to, chóp mũi tròn là người rất thảo tính. Họ không tiếc mang tiền bạc ra giúp đỡ bạn bè, cũng không tiếc chi tiền cho các cuộc vui. Có lẽ vì điều này mà họ có nhiều mối quan hệ tốt, giúp ích cho họ nhiều trong tương lai. Người này chăm chỉ, chịu khó, tự lực tự cường, vươn lên bằng năng lực của bản thân, kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình. Ngoài 35 tuổi, bạn có cơ hội thăng quan tiến chức, bạn bè nể trọng, lấy chồng lại được chồng yêu thương, tôn trọng, cả hai hỗ trợ nhau vươn lên trong cuộc sống, kiếm tiền không phải nghĩ, tiêu tiền càng không cần phải tính toán thiệt hơn. Và phần tiếp theo trong chương trình lần này, phong thủy may mắn sẽ giúp anh chị điểm mặt ra 5 trong số 12 con giáp. Khi có những đặc điểm trên, càng có may mắn trong năm 2020, có thể sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ, tiền tiêu không hết, còn tình duyên thì viên mãn. Đứng đầu trong danh sách lần này đó chính là những mệnh chủ tuổi Thìn. Tam hợp thái tuế quý nhân vượng, những mệnh chủ tuổi Thìn nếu rơi vào những đặc điểm trên sẽ tương hợp với thái tuế được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Mệnh chủ tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp có thổ khí nên cũng được nở ngày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh và quốc ấn trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay hãy sử dụng kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, chiêu mời các tinh hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Về mặt tài vận, lưu niên thiên can canh kim sinh vượng, địa chi tí thủy là chính tài, tài tinh lại hợp, cho nên với những mệnh chủ tuổi Thìn trong năm nay được coi là năm của tài tinh. Chính tài nói về thu nhập, đồng lương của người công chức, cho nên trong năm nay vận về tài lộc tương đối hanh thông. Mệnh chủ yếu nhận tài lộc từ công việc chính của mình, những công việc phụ sẽ không có thêm nhiều thu nhập cho bạn. Về mặt tình cảm, chính tài sinh quan, nam nữ mệnh chủ, tuổi Thìn đều được người khác giới ái mộ và yêu quý, vận đào hoa tương đối. Với những người độc thân thì nên nắm bắt cơ hội này. Điều cần nhắc nhở là vào năm Canh Tý bị lưu niên thiên can tiết thân lại gặp hoàng phan tinh, cho nên năm nay dễ mắc những bệnh mãn tính hoặc là nguy cơ mắc các bệnh khác tiềm tàng, dẫn đến tình trạng sức khỏe không được lý tưởng, phải hao tài tốn của cho bệnh tật. Khuyên bạn nên dùng vật phẩm cát tường phong thủy để hóa sát, gặp hung hóa cát, được bình an mạnh khỏe trong năm. Nếu như có vật nuôi trong nhà, cần chú ý giữ sức khỏe, vệ sinh, tránh bị bệnh tật lây nhiễm. Ngoài ra thì hãy luôn mang bên mình mặt bát bảo tâm kinh để gặp hung hóa cát. Tiếp theo trong danh sách sẽ là các gia chủ tuổi Sửu. Tiến sang năm 2020, vận trình của tuổi Sửu có những đặc điểm trên sẽ có khá nhiều thay đổi. Canh thổ tuế can lộ xuất thương quan, thái tuế tí thủy tọa tại tứ thải các tinh. Thương quan sinh thứ thải mà thái tuế tí và con giáp Sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Vì con giáp Tí và Sửu là tương hợp, nhiều cơ hội hợp tác phát triển. Vì vậy, vào năm Canh Tý 2020, mệnh chủ tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân, sự nghiệp trong tương lai rất cát lành. Về mặt công việc, sự xuất hiện của Thái Dương, Ngọc Đường, Bản An, Thiên Xá và Thiên Y cùng xuất hiện có lợi cho vận trình phát triển sự nghiệp của tuổi Sửu. Đây là một năm có nhiều cảm xúc trong công việc của mình và có thể nhận được sự ưu ái giúp đỡ của quý nhân. Tử vi năm 2020 của tuổi Sửu cho thấy con giáp này nếu hợp tác làm việc thì hiệu quả công việc tăng cao, các kế hoạch đề ra cũng chỉn chu, nhất là những ai làm kinh doanh buôn bán thì càng thấy rõ qua mức lợi nhuận tăng lên. Thứ tài vượng có lợi cho các dự án thủy lợi hay ẩm thực, tài lộc về nhà nhiều như nước, bản mệnh kiếm được tiền bằng chính tài trí của mình. Hơn nữa, tài lộc toàn tự tìm đến với tuổi Sửu, chứ còn giáp này chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ, quạnh tài, các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, còn giáp này dễ dàng có tiền trong tay.
Tuế can lộ xuất thương quan trong công việc cần lưu ý kẻo vướng hỏa khẩu thiệt thị phi, hãy thận trọng với hành động và lời nói của mình. Tốt nhất là nói ít làm nhiều để hạn chế nói nhiều, nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc diệm. Vậy nên, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí hộ thân kim bài thái tuế để nghênh đón quý thần hóa giải hung tinh, trọn đời luôn được may mắn, bình an. Trong năm thủy khí quá vượng do chịu ảnh hưởng của thái tuế tí thủy nên con giáp này dễ cảm thấy áp lực nặng gánh khiến cho tinh thần căng thẳng không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi cho sức khỏe, mệnh chủ nên tìm cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Chăm chỉ nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi, có thế mới tránh được những tác động xấu đến sức khỏe. Để được bình an trong cuộc sống, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy bát bảo tâm kinh vào vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Xếp hạng thứ 3 trong danh sách của chúng ta sẽ là các mệnh chủ tuổi Thân. Tam hợp quý nhân có nhiều giúp đỡ cho sự nghiệp hanh thông, cơ hội cầu tài càng nhiều hơn. Năm 2020, thái tuế tí thủy và tam hợp quý nhân của người tuổi Thân, vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Về sự nghiệp có lợi chính là tam hợp với chi năm, hơn nữa thái tuế và thương quan của tuổi Thân, có nghĩa là mệnh chủ tuổi Thân có nhiều cơ hội hợp tác không tồi. Được thái tuế tương trợ nên vận hạn năm 2020 của những mệnh chủ tuổi Thân rất cát lành. Năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào tháng 3, tháng 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay hãy sử dụng kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế chiêu mời các tinh, hóa giải toàn bộ hung tinh năm 2020. Vận quý nhân thì tương đối vượng, không chỉ thân tâm vui sướng, năng lực của bản thân cũng sẽ được phát huy, càng xuất hiện không ít cơ hội thăng tiến vì là năm sự nghiệp hanh thông, quyền thế, thu nhập đều có đột phá. Hơn nữa, tứ lục văn xương tinh đến là khôn của thân, một vài người làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán, văn nghệ, thiết kế đang có chủ tính, phát huy được sáng tác sẽ có biểu hiện tốt hơn. Bất lợi đó chính là bạch hổ chỉ bối địa sát, dễ mang cho đến tuổi Thân một vài khẩu thiệt thị phi, cần hết sức tránh và giảm thiểu những tổn thất không đáng có. Còn về mặt tình cảm, thái tuế thương quan hợp Thân, mệnh chủ tuổi Thân có vận thế trong năm nay rất vượng về nhân duyên, có thể chủ động bỏ ra công sức để kinh doanh. Mặt tình cảm thì có nhiều sự ngạc nhiên và lãng mạn. Các bạn nam nữ tuổi Thân năm nay có mối quan hệ xã giao cũng rất tốt. Ngoài ra, có lợi cho việc mang bầu và làm ấm hơn tình cảm trong gia đình. Nhưng vì thương quan bất lợi cho phu tinh nên với những bạn đơn thân nên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để nửa kia sẽ xuất hiện, không nên nóng vội. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay hợp thái tuế cơ hội rất nhiều, tuy gặp quấy rối bất lợi của hung tinh nhưng chỉ cần có lòng tin kiên định thực hiện, biểu hiện năng lực của bản thân cho thật tốt, tích lũy trí tuệ kinh nghiệm sẽ có được phần thưởng cùng với sự tôn trọng xứng đáng. Để hóa giải vận hạn và tăng cường thêm tài lộc may mắn cho năm 2020, bạn hãy sử dụng vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để hộ thân tăng cường tài lộc cho mình. Và tiếp theo trong danh sách của chúng ta đó chính là những mệnh chủ tuổi Dần. Những mệnh chủ tuổi Dần vào năm 2020, con giáp này có những đặc điểm như đã được nêu ở trong phần 1 thì trong năm không chịu ảnh hưởng của thái tuế, vận trình nhờ thế mà cũng bớt phần xui xẻo lận đận. Năm Căn Tý, Dần thổ lộ xuất thiên quan, thái tuế tí thủy có chính ấn trợ mệnh tương sinh cho tuế can canh kim, giúp cho bản mệnh gặp thêm may mắn. Để được thái tuế tương trợ và gặp may mắn, bạn hãy luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế để được quý thần tương trợ, tăng cường các tinh, hóa giải hung tinh, mang lại may mắn bình an cho cuộc sống. Xem vận trình sự nghiệp của tuổi Dần vào năm 2020, về cơ bản sẽ gặp được khá nhiều cơ hội để chuyển vận cho mình. Song các cơ hội này không dễ để nắm bắt, cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ thì mới có lợi cho việc thăng quan tiến chức, tăng chế độ đãi ngộ, đồng thời nhận được sự ưu ái nâng đỡ của cấp trên. Đặc biệt trong năm Canh Tý này, bản mệnh thi cử rất suôn sẻ, lấy bằng cấp chứng chỉ dễ dàng, xin việc ứng tuyển cũng thuận lợi, có thể thoải mái thực hiện kế hoạch nhảy việc hoặc là điều chuyển vị trí thích hợp, có được mức lương thưởng đãi ngộ tốt hơn. Song con giáp này cũng cần phải chủ động tích cực, đồng thời tận dụng các mối quan hệ sẵn có. Bởi thái tuế không trực tiếp tương sinh cho bản mệnh nên chỉ cho cơ hội chứ không cho may mắn.
Ngoài ra, Thái Tuế Tý Thủy là chính ấn tinh của tuổi Dần, tượng trưng sự giúp đỡ, hỗ trợ của trưởng bối với con giáp này, đồng thời thể hiện sự thuận lợi cho các dự án có tính lưu động lớn như thủy lợi, thủy sản hay là kinh doanh mặt hàng ẩm thực, ăn uống. Trong năm cũng có khá nhiều hung tinh, nhưng nhờ có các tinh che chở lại không chịu ảnh hưởng của Thái Tuế nên không gây ra quá nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nó vẫn dễ mang tới những trận kinh sợ hoặc tổn hại nho nhỏ với bản mệnh và người thân. Mới thoát khỏi hàn Thái Tuế nên vận trình ban đầu còn nhiều gian nan lận đận. Vậy nên người tuổi Dần cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất luôn mang theo bên mình để tăng cường quý thần tương trợ, hóa giải thị phi và kích hoạt tài lộc cho tuổi Dần năm 2020. Và cuối cùng trong danh sách lần này đó chính là những mệnh chủ tuổi Tỵ. Năm 2020, tuổi Tỵ phần nào chịu ảnh hưởng của Thái Tuế ngũ hành xung khắc nên phải gánh trên vai khá nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế. Bản mệnh có thể sẽ bị chèn ép, hạn chế rất nhiều, có cơ hội nhưng khó bề nắm bắt, sự nghiệp cũng không được như ý. Trong năm Canh Tý, Tuế Can Canh Thổ lộ xuất chính tài, Thái Tuế Tý Thủy gặp chính quan tinh. Tý Thủy và Tỵ Hỏa xung đột mạnh, về phần vận khí sẽ có nhiều khó khăn. Về phía những chú rắn, để mọi việc viên mãn hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế. Thời gian này, bản mệnh sẽ có kha khá cơ hội tiếp cận với tài lộc, thường là những mối buôn bán nhỏ lẻ hay việc làm thêm tăng thu nhập. Tài lộc tuy nhỏ nhưng tích tiểu thành đại, có điều may mắn thường như cát trượt qua tay, khó lòng nắm giữ. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này không được cấp trên ưu ái phát triển năng lực của mình. Bản mệnh muốn thể hiện bản thân nhưng không được trao cho cơ hội. Ngoài mặt không chịu áp lực gì, nhưng với con giáp này đó lại là áp lực vô hình khi mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ. Tuổi Tỵ thường lo sợ việc mình trở nên vô hình trong mắt người khác, luôn nỗ lực để gây ấn tượng và xây dựng chỗ đứng cho bản thân. Tuy nhiên, điều này sẽ mang tới nhiều sự bất mãn cho bản mệnh trong năm 2020. Phải luôn giữ cho đầu óc sáng suốt và tìm cơ hội chính xác để chuyển mình đổi vận. Thái Tuế cũng mang theo không ít hung tinh cho những chú rắn, chủ yếu gây tai họa, tán tài, hao lộc và mất đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, những người cầm tinh con giáp này cần nhớ kỹ năm Canh Tý chớ nên chủ quan tham gia đầu tư mạo hiểm hay là chơi cờ bạc đỏ đen. Thái Tuế ngự tại chính quan cho thấy sự hiện diện của chính nghĩa, cũng là đại diện cho pháp luật. Đi trái với vận mệnh mà làm trái pháp luật thì chắc chắn sẽ gánh chịu hậu quả nặng nề. Năm Tý Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực bất cần trong suy nghĩ và hành động do bị hỏa khắc chế, có thể sẽ gây ra áp lực lớn về mặt tinh thần hay gây ra vết thương ngoài da, tim mạch không được tốt cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con giáp này. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài nạp tốt, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là bát bảo tâm kinh hoặc minh quang pháp bảo. Khám phá nhân tướng học về tướng người nhàn hạ, số sướng, cả đời vương giả, ung dung, rất thú vị đúng không nào? Với vài điểm ấn tượng trên cơ thể thì ta có động lực, niềm tin đi tìm sự thành công, hạnh phúc, sung sướng sau này. Tuy nhiên, những kiểu nhận định trên đây không áp đặt với tất cả, bởi muốn có được cuộc sống vui vẻ, nhàn hạ, sung sướng thì đòi hỏi bạn phải bỏ chất xám, công sức, sự cố gắng không ngừng nghỉ mới có được kết quả trong tương lai. Dù thế nào đi chăng nữa thì có làm thì mới có ăn, có cố gắng thì mới có thành quả. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.